đề nghị khai trừ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca ra khỏi Đảng. Trong thông cáo phát đi ngày hôm qua, ngày 7 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cho biết đã xem xét đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ. Trước đó, ngày 6 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp thứ 28 để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên. Căn cứ quyết định khởi tố bị can số 11 QĐ-QNĐT và lệnh tạm giam số 07 QĐ-QNĐT ngày 22 tháng 2 năm 2023 của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đối với cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, đảng viên chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đăng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, căn cứ các quy định của đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã xem xét đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ. Ngày 6 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ. Trước đó, vào ngày 24 tháng 2, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An, thành phố Hải Phòng cũng đã ban hành quyết định về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Đỗ Hữu Ca, đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, đảng bộ phường Đăng Lâm, quận Hải An. Thời gian đình chỉ theo quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của cơ quan có thẩm quyền. Như chúng tôi đã đưa tin tại các bản tin trước, ngày 22 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca, 65 tuổi, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Trong quá trình điều tra vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng trong vụ án của Đỗ Hữu Ca. Chiều 3 tháng 3, trả lời báo chí tại buổi họp báo Văn phòng Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, qua các chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ các yếu tố cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, trong quá trình xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca đã hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không và chưa tác động đến cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng đã nhận từ doanh nhân.